Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Chương trình hôm nay thứ ba ngày mùng 3 tháng 10 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự chương trình đêm hội vầng trăng cho em. Hội nhà báo tỉnh tổ chức gặp mặt các nhóm tác giả đạt giải báo chí quốc gia lần thứ 11. Người đảng viên và tấm lòng vì dân. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức chương trình Vầng trăng cho em. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Chương trình đêm hội Vầng trăng cho em được tổ chức với mong muốn sẽ tạo cho các em thiếu nhi một sân chơi bổ ích và đón Tết Trung thu thật đầm ấm. Chương trình đã thu hút đông đảo các em học sinh đang học tập, sinh hoạt tại các trường, trung tâm dành cho trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong khuôn khổ chương trình, các em được giao lưu văn nghệ, tham gia nhiều trò chơi, thi trang trí mâm cỗ trung thu trong không khí vui tươi, sôi nổi, ấm áp. Tại chương trình, ban tổ chức đã tặng quà cùng 50 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng và 4 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Toàn bộ kinh phí trao học bổng qua lần này do Nhà thiếu nhi tỉnh kêu gọi, vận động từ các tổ chức đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết thúc các phần thi trang trí mâm cỗ trung thu, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì và 2 giải ba cho các đơn vị tham gia. Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan đã trao quà cho các em thiếu nhi đang sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Trị và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu dương những nỗ lực cố gắng của Nhà thiếu nhi tỉnh cùng các đơn vị liên quan có sự quan tâm đúng mức trong việc kết nối, phối hợp tổ chức nhiều chuỗi hoạt động thiết thực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng Tết Trung thu đến với đông đảo các cháu thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và yêu cầu các địa phương tích cực giúp đỡ, chăm lo các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính quý 3 năm 2017. Đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phan Văn Phùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Đại tá Trần Đức Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Quý 3 năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Làm việc với đoàn kiểm tra số 5 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, kết quả thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban công tác quý 2, các lực lượng chức năng đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch triển khai có hiệu quả công tác nắm tình hình, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm. Các cấp ngành đã tích cực ra soát, nỗ lực giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã tập trung phối hợp giải quyết tốt các vụ án, vụ việc được Thường trực Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đức Châu nhấn mạnh: thời gian tới, ngoài tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đề nghị các cơ quan chức năng mở đợt tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là tội phạm về kinh tế, tệ nạn cờ bạc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, tình hình quản lý về đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản. Giao Ban Nội chính phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh có chỉ đạo về mặt nghiệp vụ, quan điểm để đáp ứng tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và tình hình tội phạm tham nhũng nói riêng. Trên lĩnh vực báo chí, tập trung phản ánh đúng sự thật, phản bác những luận điệu sai trái, những bài báo không mang tính xây dựng vì sự phát triển chung của tỉnh. Hôm qua, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức gặp mặt các nhóm tác giả đạt giải báo chí quốc gia lần thứ 11, đến dự có đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các nhóm tác giả đã đạt giải báo chí quốc gia lần thứ 11. Đó là loạt bài Những vấn đề đặt ra trong việc tạo sinh kế cho người dân vùng biển của nhóm tác giả Minh Tử, Đào Tâm Thanh, Hồ Nguyên Kha, Hà Vân An, Lâm Thanh, báo Quảng Trị, đạt giải C thể loại báo điện tử, và tác phẩm Dân chấm điểm chính quyền của nhóm tác giả Hải Anh, Nguyên Bảo, Doãn Quỳnh, Thể Công, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, đạt giải C thể loại báo nói. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đức Chính chúc mừng và ghi nhận những thành tích mà các tác giả đã đạt được tại giải báo chí quốc gia năm 2017.
đồng chí cho rằng tại giải lần này, các nhà báo đã bám sát những vấn đề thực tiễn mang tính thời sự nóng bỏng, được các cấp chính quyền và người dân Quảng Trị đặc biệt quan tâm, như vấn đề tạo sinh kế cho người dân vùng biển hay vấn đề cải cách hành chính tại địa phương. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ những người làm báo tại Quảng Trị tiếp tục đi sâu phản ánh những vấn đề thực tiễn của cuộc sống, những việc làm tốt trên tất cả các mặt của đời sống chính trị, văn hóa xã hội. Nhân dịp này, Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh cũng đã trao tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho một cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, tặng bằng khen cho hai tập thể và một cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác xây dựng và phát triển Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị năm 2016. Sáng nay, đoàn công tác tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do đồng chí Bùi Xuân Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã trao quà hỗ trợ của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho nhân dân tỉnh Quảng Trị chịu thiệt hại do bão số 10 gây ra. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị. Nhằm chia sẻ động viên và hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung, trong đó có người dân Quảng Trị chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra, cán bộ, quân và dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành quyên góp hỗ trợ 500 triệu đồng cho tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Bùi Xuân Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thay mặt cán bộ nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gửi lời chia sẻ động viên và mong nhân dân Quảng Trị sớm khắc phục những thiệt hại, ổn định cuộc sống. Phát biểu tại lễ tiếp nhận, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận những tình cảm và sự hỗ trợ của cán bộ, quân và dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đối với Quảng Trị. Đồng chí khẳng định sẽ đem số tiền hỗ trợ này trao đến tay những người dân chịu thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 10 để giúp họ vượt qua những khó khăn trước mắt và khôi phục sản xuất. Liên quan đến công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 10, sáng nay đồng chí Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại tại huyện Vĩnh Linh. Cơn bão số 10 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề ở nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Trị. Riêng tại huyện Vĩnh Linh, ngoài hàng ngàn hecta cao su, có hơn 4.000 hecta cây lâm nghiệp của công ty lâm nghiệp Bến Hải và Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải bị gãy đổ. Và một số nơi, hệ thống đường điện bị hư hỏng, đường giao thông bị sạt lở. Không chỉ gây ra tổng giá trị thiệt hại lên đến hơn 100 tỷ đồng, mà trước mắt công tác khắc phục gặp không ít khó khăn và về lâu dài, việc trồng mới đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn, nhưng hiện tại hai đơn vị này đang thiếu vốn. Sau 15 ngày mà bão xảy ra rồi thì chúng tôi cũng đang cố gắng hết sức bằng mọi cái nguồn lực để rồi tập trung vào khắc phục, nhưng mà vẫn có nhiều cái vấn đề rất là khó khăn. Thứ nhất là hiện tại diện tích thiệt hại quá lớn. Thứ hai nữa là cái nguồn đầu ra và giá nhân công trên thị trường là bây giờ tăng cao, như thế là ảnh hưởng đến cái tiến độ và cái thời gian giống như cái kế hoạch để khắc phục thiệt hại của bão lụt. Qua kiểm tra thực tế và nghe ý kiến phát biểu của các ngành chức năng và huyện Vĩnh Linh về các giải pháp khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây nên, đồng chí Hà Sĩ Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhận mạnh, trước mắt hai đơn vị cần khảo sát cụ thể, đánh giá chính xác mức độ thiệt hại, tham mưu cho tỉnh và trung ương nghiên cứu có chính sách hỗ trợ. Đồng thời, khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện từng bước khắc phục hậu quả, tập trung sửa chữa hệ thống cơ sở hạ tầng bị hư hỏng và tính toán phương án phục hồi và trồng mới. Chúng tôi đã đi kiểm tra để tiến hành lập các cái biên bản và xác định cái mức độ thiệt hại để đề nghị các cái cấp, các cái ngành, nhất là cái ngành ngân hàng có cái cơ cấu lại nợ, khoanh nợ, giãn nợ và xóa nợ một số cái thiệt hại nó nặng nề, và đối với các cái chủ rừng, các cái chủ hồ trồng cao su thì tiến hành là phải khai thác tận dụng các cái sản phẩm và trồng lại rừng kịp cái tiến độ. Đối với các cái nhà máy thì cũng phải có cái kế hoạch mà mua cái nguyên liệu cho người nông dân, cho doanh nghiệp để tích trữ lại, không vì cái bão số 10 này mà ép giá. Ngoài những biện pháp hỗ trợ trước mắt cho các đơn vị khắc phục hậu quả do bão số 10 gây nên khó khăn, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các chủ rừng sau này khi tiến hành trồng mới rừng cần nghiên cứu các bộ cây giống phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và có sức chống chịu với mưa bão.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, có chuyến kiểm tra thực địa dự án đường biên giới ở xã Tân Long đi A Rơi, huyện Hướng Hóa. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan. Dự án tuyến đường biên giới từ xã Tân Long đi A Rơi được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư với tổng mức được duyệt là 305,495 tỷ đồng. Trong đó, ngoài các đoạn đã thi công và bàn giao, có đoạn từ km 33+515 đến km 37+930, chiều dài tuyến là 15 km, khởi công từ tháng 7 năm 2017, hiện đang triển khai thi công móng cấp phối đá dăm và sửa chữa các mặt tràn bị hư hỏng với khối lượng hoàn thành đến nay đạt khoảng 50%. Theo tiến độ đã cam kết, đến cuối tháng 11 năm nay hoàn thành và bàn giao công trình. Sau khi nghe các ngành liên quan báo cáo và qua kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Quân Chính đề nghị chủ đầu tư đốc thúc đơn vị thi công, tranh thủ thời tiết khô ráo, tập trung máy móc thiết bị hoàn thành thi công công trình trong thời gian sớm nhất. Đơn vị giám sát, kiểm tra chặt chẽ để đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, đổ nền đường, đảm bảo chất lượng, sử dụng nguyên liệu đá chịu lực tốt nhất. Đối với khối lượng đã hoàn thành, cần nhanh chóng làm thủ tục quyết toán để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Trong quá trình thi công, cần chú ý đảm bảo an toàn giao thông và an toàn lao động. Thực hiện chiến lược phát triển kho bạc nhà nước đến năm 2020 và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong hệ thống kho bạc nhà nước theo hướng một cửa, một giao dịch viên. Hôm qua, hệ thống kho bạc nhà nước chính thức triển khai đề án thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước. Việc triển khai thực hiện đề án nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong hoạt động giao dịch thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước với kho bạc nhà nước. Các đơn vị, khách hàng chỉ gửi hồ sơ đề nghị thanh toán đến một công chức làm nhiệm vụ kiểm soát chi của phòng, bộ phận, kiểm soát chi kho bạc nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản, bao gồm cả hồ sơ chi đầu tư và chi thường xuyên theo đúng quy định một cửa một giao dịch viên. Đồng thời, nhận lại kết quả từ chính công chức kiểm soát chi đó khi nộp hồ sơ, thay vì trước đây phòng, bộ phận, kiểm soát chi thực hiện kiểm soát chi vốn đầu tư, phòng, bộ phận, kế toán thực hiện kiểm soát chi các khoản chi thường xuyên. Ngoài ra, việc luân chuyển chứng từ chi ngân sách nhà nước trong nội bộ kho bạc nhà nước giữa kiểm soát chi và kế toán được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống TAPMIX, nên có sự kiểm soát, giám sát của lãnh đạo đơn vị kho bạc nhà nước, bảo đảm việc xử lý hồ sơ, chứng từ được nhanh, kịp thời. Các khoản chi, nhất là các khoản chi thường xuyên, chi an sinh xã hội, chi bằng tiền mặt, theo đề nghị của các cơ quan đơn vị sẽ xử lý ngay trong ngày. Về đề nghị công tác chuẩn bị cho triển khai cái giao dịch này trong những ngày đầu tiên, thì được sự chỉ đạo của quan tâm của lãnh đạo, chúng tôi đã có từng bước chuẩn bị rất kỹ càng, từ cái tinh thần phục vụ cho đến những cái công việc để phải làm, từ sự phân công trách nhiệm cho các cán bộ giao dịch ở đơn vị nào, chúng tôi đã làm một cách rất cụ thể và ngay từ ngày đầu đã hướng dẫn phân công cho từng cán bộ, hướng dẫn cho khách hàng để giao dịch, tránh không để những cái ách tắc trong cái tồn đọng trong xử lý hồ sơ, để tạo cho mặc dù là một cái dự án, một đề án mới nhưng tinh thần là không thể là để cho các đơn vị vướng mắc, mà chúng tôi luôn phải tạo thuận lợi ngay từ đầu. Việc thực hiện thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước là tổ chức lại công tác kiểm soát chi theo hướng tập trung, thống nhất, một đầu mối nhằm công khai minh bạch trong quản lý các nguồn lực tài chính của nhà nước. Đồng thời, tạo tiền đề thuận lợi để kho bạc nhà nước triển khai dịch vụ công trực tuyến trên phạm vi toàn quốc từ tháng 11 năm 2017, tiến tới thực hiện kiểm soát chi điện tử theo tinh thần nghị quyết số 36A của Chính phủ về chính phủ điện tử, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, chứng từ chi ngân sách nhà nước tại hệ thống kho bạc nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, với hơn 20 năm làm công tác đảng ở cơ sở, đồng chí Nguyễn Văn Tốn, bí thư chi bộ thôn Kim Long, xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ đảng viên, hết lòng vì dân. Với chính quyền và nhân dân xã Hải Quế,
đồng chí chính là tấm gương tiêu biểu của một người cán bộ đảng viên làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Vốn là người du kích anh dũng của xã Hải Quế, được nhà nước phong tặng huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng 3. Trong công cuộc xây dựng quê hương, người đảng viên mẫu mực Nguyễn Văn Tốn, 70 tuổi đời và hơn 20 năm giữ trọng trách bí thư chi bộ thôn Kim Long, đã luôn nêu cao tinh thần đầu tàu gương mẫu, trách nhiệm, luôn dành hết tâm sức gần gũi với người dân trong quá trình thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ngoài việc cùng chính quyền địa phương tích cực vận động nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp ngày công, bằng uy tín cá nhân của mình, ông thường xuyên gặp gỡ các hộ dân chưa đồng tình để thuyết phục, vận động một cách thấu tình đạt lý, nên được người dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ. Chi bộ Kim Long chúng tôi thì có ông Nguyễn Văn Tốn là qua nhiều năm là làm là từ các khóa từ chủ tịch xã đến chi bộ đến vấn đề ban quản lý kết hợp thị xã đó ông có làm hết, nhưng mà ông làm chi bộ thì thời gian khá dài nên cái trải nghiệm mình rất dai dẳng và lãnh đạo quê hương cũng rất tốt nên mọi người dân phần ngưỡng mộ nên người ta rất chấp hành là rất là tốt. Trước đây thôn Kim Long nói riêng và xã Hải Quế đã thực hiện thành công việc giải phóng mặt bằng đường tránh lũ cứu hộ cứu nạn với việc di rời 1.200 ngôi mộ và nhiều lăng mộ lớn nhỏ. Hiện đã vận động nhân dân hiến đất xây dựng tuyến đường Quan Rú dài 800m, rộng 6m và xây dựng thành công cánh đồng lớn, mô hình lúa hữu cơ. Những thành công này có sự đóng góp không nhỏ của người bí thư chi bộ Nguyễn Văn Tốn. Cái vai trò trách nhiệm của đồng chí Tốn là bí thư chi bộ với kinh nghiệm dày dặn của người lãnh đạo, cộng thêm cái đức tính sẵn có của đồng chí rất là gần dân. Đồng chí tuyên truyền vận động là phải đem cái lợi ích và quyền lợi cho người dân, để cho người dân hiểu rõ cái quyền lợi và cái lợi ích người dân được hưởng cái gì. Và đồng chí là vận động người thân và gia đình đồng chí là thực hiện trước để người dân nói theo. Xuất thân từ nông dân, từng gắn bó với ruộng đồng và hiểu rõ suy nghĩ của người dân. Vì thế mỗi việc làm, mỗi suy nghĩ của ông đều hướng về người dân với tất cả tấm lòng và trách nhiệm. Và với ông, đó là những việc làm bình thường mà mỗi cán bộ, đảng viên cần làm. Người đảng viên cán bộ là phải sát cánh với nhân dân, gần gũi nhân dân, lắng nghe và tôn trọng ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Từ đó cho nên đi nắm chủ trương trên tuyên truyền vận động nhân dân là họ là hưởng ứng và thực hiện rất là tốt các cái chủ trương của Đảng, Nhà nước và chủ trương địa phương đề ra. Với lòng tận tụy vì dân, trách nhiệm nhiệt tình trong công việc, sự tích cực của người đứng đầu cấp ủy ở cơ sở đã góp phần đưa kinh tế xã hội của thôn Kim Long ngày càng phát triển. Chi bộ Kim Long nhiều năm liền được công nhận trong sạch, vững mạnh. Phải nói rằng là ông Nguyễn Văn Tốn là một đảng viên nói là gương mẫu trong việc đi đầu thực hiện chỉ thị 05 và là thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, và được là đảng bộ và nhân dân trên địa bàn thôn Kim Long, xã Hải Quế đánh giá cao và đã được ban thường vụ huyện ủy đánh giá đây là một tấm gương điển hình để là nhân rộng và lan tỏa để cho cán bộ và nhân dân trong toàn huyện học tập và nói theo. Bằng trách nhiệm của người đảng viên và từ tấm lòng của một người dân để đến với người dân, ông Nguyễn Văn Tốn là gương sáng ở huyện Hải Lăng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ông còn là hình ảnh tiêu biểu cho người đảng viên với tấm lòng vì dân ở cộng đồng dân cư Kim Long, Hải Quế. Đến đây chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình sau.